Xin chào các bạn. Xin chào các bạn đến với bộ môn lập trình trực quan. Thì hôm nay chúng ta sẽ xây dựng một cái chương trình dùng để quản lý nhà trọ. Quản lý nhà trọ thì chúng ta chia thành hai cái nhóm liên kết. Một nhóm liên kết đến việc là quản lý hợp đồng giữa người thuê, chủ nhà và phòng trọ. Thứ hai nữa là về cái thanh toán hóa đơn hàng tháng. Thì chúng ta sẽ tạo những cái bảng dữ liệu theo các trường như thế này. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ phân tích cái dữ liệu ở đây dựa trên cái cơ sở dữ liệu tôi đã tạo mẫu. Tôi sẽ phân tích hai cái nghiệp vụ này. Thì các bạn cứ lưu ý trong này chúng ta tạo những cái kiểu như ngày thì chúng ta dùng bằng date, các chỗ tiền thì chúng ta sẽ dùng bằng float hoặc là integer, và các cái mã thì có những mã chúng ta sẽ dùng auto number. Thì đây là cái sơ đồ liên kết. Ta sẽ nói qua sơ đồ liên kết nó sẽ dễ hiểu hơn. Thì thứ nhất là chúng ta nói về cái sơ đồ liên kết giữa việc cho thuê phòng đã. Thì thứ nhất là chủ nhà và khách thuê sẽ liên kết thông qua bảng hợp đồng. Và trong bảng hợp đồng sẽ chỉ rõ là chúng ta sẽ thuê phòng nào. Thì dựa vào cái phòng này chúng ta có một cái phần tình trạng để cho biết là cái phòng đó như thế nào, phòng mới, phòng cũ, phòng đã cho thuê hay là phòng cần sửa chữa hoặc là gì đó, những cái nốt ghi chú vào đây để chúng ta có thể lựa chọn những cái phòng trọ hợp lý cho người khác thuê. Đó, thì chủ nhà thì gồm các thông tin cơ bản này, phòng trọ thì gồm có tình trạng này, thông tin về phòng ví dụ như là rộng bao nhiêu mét này, có điều hòa hay không, rồi gác xép rồi các thứ, và tương ứng như vậy sẽ có giá phòng. Còn đối với khách thuê thì nó sẽ lưu trữ các thông tin như là gì, mã khách thuê thì nó chính là số căn cước công dân, họ tên, số điện thoại, quê quán. Thì đây chính là cái việc liên lạc về quê. Thứ hai là địa chỉ hiện tại. Địa chỉ hiện tại là có thể là đang học ở đâu, đang làm ở chỗ nào. Các thông tin khác, ví dụ như là những cái thông tin về người thân hoặc là những cái thông tin có thể liên hệ khi mà có vấn đề gì đó xảy ra. Thì trong hợp đồng thì chúng ta gồm các thông tin là thứ nhất là người lập, người thuê, phòng thuê, giá thuê. Thì các bạn lưu ý là giữa cái giá phòng và giá thuê này nó có thể chênh lệch. Nó phụ thuộc vào, ví dụ giá phòng tôi quy định là 5 triệu, nhưng mà có thể là trong thời kỳ dịch thì có thể giảm xuống dưới khoảng tầm 3 triệu, 4 triệu. Thì đó là cái giá thuê ta sẽ làm cho hợp đồng, sau đó tính từ ngày nào đến ngày nào, và ngày trả là ngày thực tế mà khách hàng kết thúc hợp đồng đó. Ví dụ khách kết thúc vào ngày nào thì chúng ta sẽ biết được. Còn ví dụ như có một số trường hợp mà khách trả nhưng mà họ vẫn giao kèo là nếu mà sau này em chỉ đặt lại một thời gian em chưa muốn kết thúc thì mình vẫn có thể để hợp đồng mình đặt tình trạng là chờ chẳng hạn, chưa kết thúc vội, hoặc là nếu không khi trả xong thì mình kết thúc luôn, sau này mình lập hợp đồng mới. Thế nào? Thì đấy là về mặt cho thuê. Thì thứ hai nữa là về mặt hóa đơn hàng tháng. Hóa đơn hàng tháng của chúng ta thì nó sẽ có những cái như sau. Thứ nhất là cái số hóa đơn là ID. Cái thứ hai nữa là các cái dịch vụ. Thì ngoài cái tiền trả cố định là cái giá thuê phòng nhé, thì các bạn có thể trả thêm tiền dịch vụ. Tiền dịch vụ có thể là gì? Là tiền điện này, tiền nước này, tiền gửi xe này, rồi những cái tiền sử dụng ngoài cái chi phí thuê phòng đó, thì chúng ta sẽ tính vào cái tiền dịch vụ, và cái dịch vụ này sẽ thanh toán theo từng tháng một. Hóa đơn này sẽ được lập theo cái hợp đồng theo từng tháng nhé. Bạn lưu ý là chúng ta sẽ lập theo từng tháng một thôi. Vì trong cái hóa đơn này thì chúng ta lưu ý là chúng ta ngày lập này, cái tiền giảm này là cái gì? Cái tiền giảm này ấy, nó là cái tiền mà trong quá trình họ thuê, ví dụ như là đợt này họ thuê lẽ ra họ phải nộp là 15 triệu, nhưng mà tôi thấy hoàn cảnh khó khăn tôi giảm cho 1 triệu thì tôi có thể đưa cái tiền giảm vào là 1 triệu. Cũng ngược như vậy để chúng ta có tiền phạt. Tức là ví dụ như là trong cái thời gian thuê tháng này anh tụ tập này, anh gây rối hoặc là gì đó bạn bè đến chơi thì tôi sẽ phạt một số tiền nào đó. Số tiền trả tức là số tiền khách thuê đưa cho mình lúc thời điểm lập hợp đồng. Họ có thể đưa tất hoặc họ có thể đưa một nửa, họ có thể đưa gì đó thì mình có thể đưa số tiền này vào, và mình sẽ chọn cái tình trạng về cái thanh toán của hợp đồng, à của hóa đơn, tức là đã thanh toán hết này, rồi chưa thanh toán hết này, rồi còn nợ này, rồi còn cái gì đó, còn tức là chúng ta có những cái tình trạng của hóa đơn thì chúng ta có thể đưa cái tình trạng thanh toán vào đây để biết được hóa đơn này như thế nào. Đấy, thì chi tiết hóa đơn mà chúng ta làm cái bài tập của chúng ta sẽ như thế này. Thì ở trong này chúng ta sẽ có những cái danh mục quản lý như thế nào. Thì khi mà chúng ta xây dựng được một cái cơ sở dữ liệu như thế này rồi thì các bạn sẽ tiến hành mở cái SysApp, và chúng ta đối với cái bài tập này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bằng Linkql Class.
Thì đầu tiên là chúng ta sẽ mở Visual Studio đây. Ta tạo một cái project mới. Đặt tên là quản lý nhà trọ. Quản lý nhà trọ này. Ok. Chúng ta viết bằng C# nhé. Rồi. Thì việc đầu tiên là ta thiết lập các cái thuộc tính này. Ví dụ như đây là chúng ta biết đây là form chính, ta đặt là MD form. Yes. Và mình sẽ thiết lập các thuộc tính cho form này như sau. Thứ nhất là tiêu đề, thứ nhất là đồ nối lớp MD thì chúng ta cho cái window này. Thứ hai nữa là cái tiêu đề. Mềm. Center screen. XMD container các bạn đặt là true. Phông chữ các bạn có thể đổi phông chữ khác. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo cái liên kết cơ sở dữ liệu. Thì các bạn sẽ add một cái link quy vào đây. Add new item. Chúng ta chọn data này, chọn link quy. Sau đó các bạn đặt tên là DB nhà trọ. Ở đây thì mình sẽ mở cái server Explorer ra để kết nối đến SQL Server nhé. Đây, server Explorer đây. Ta sẽ tạo một cái kết nối. Tên máy thì ta có dấu chấm để nhận biết tên máy luôn. Thứ hai là ta đặt đến cái quản lý DB nhà trọ này. Ok. Sau đó ta đưa tất cả các bảng vào đây. Như nào? Vậy là xong. Vậy là chúng ta đã tạo được cái kết nối cơ sở dữ liệu rồi. Bây giờ ta sẽ xây dựng hệ thống menu. Thì đối với hệ thống menu ở đây ấy, thì chúng ta sẽ có những cái menu như thế nào. Thì thứ nhất là ta sẽ đưa cái công cụ menu strip vào đây để tạo hệ thống menu này. Đầu tiên là quản lý hệ thống này. Thống thì chúng ta chưa có đăng nhập đăng xuất thì chúng ta sẽ làm sau. Chút nữa mình đặt cái shortcut key sau nhé. Danh mục này. Thì danh mục chúng ta có những danh mục nào? Các bạn sẽ mở cái này ra để các bạn xem có những cái nào. Bên 1 thì tất cả chúng ta đưa hết về cái danh mục đi. Ví dụ như danh mục chúng ta có sẵn đó là gì ạ? Đó là chủ nhà này. Rồi khách thuê này, chủ nhà, rồi đến phòng trọ đi, bởi vì bao giờ cái này cũng ưu tiên là mình viết cái này nó hơi ngắn gọn, đây là thông tin đấy. Thông tin chủ nhà, thông tin phòng trọ đây. Rồi tình trạng phòng. Chuyện phòng trọ này, rồi dịch vụ, trọ, dịch vụ cho thuê này. Cái ID này thì chúng ta sẽ duyệt của cái hóa đơn. À, hay là mình sẽ chia thằng này ra của cái hóa đơn ra sau nhé. Mình sẽ bỏ thằng này đi. Đây là mình nói về cái quản lý nhà chủ đi. Sau đó chúng ta nói về cái quản lý. Rồi chúng ta nói về cái
hợp đồng đã sẽ đưa vào đây nhé, quản lý hóa đơn này đó. Chủ nhà sẽ cung cấp những cái dịch vụ như thế này. Khách thuê thì chúng ta sẽ quản lý cái gì? Đầu tiên là thông tin khách thuê này, sau đó lập hợp đồng này. Đó, chúng ta bắt đầu tiếp theo là đến quản lý hóa đơn. Quản lý hóa đơn thì chúng ta sẽ có một cái gọi là hóa đơn. Không biết là quản lý hóa đơn. Và chúng ta có một cái nữa là tình trạng toán. Đó. Như vậy là chúng ta đã lướt hết được cái này. Tình trạng phòng, dịch vụ phòng đó. Và chúng ta tiến hành đổi tên. Đổi tên các menu này. Khách thuê đơn. Đó, về cơ bản là chúng ta sẽ thiết kế một cái giao diện như vậy. Sau đó lần lượt chúng ta sẽ tiến hành xây dựng các cái menu chức năng ở đây. Thì đầu tiên là trong cái video này, tôi sẽ chỉ nói với các bạn về cái kết nối cơ sở dữ liệu và tạo được cái cơ bản ban đầu thôi. Thì chúng ta sẽ nhìn lướt qua các kiểu dữ liệu của các cái bảng nhé. Thì thứ nhất là về cái chủ nhà, thì chúng ta sẽ có các cột như sau. ID này, thì đây là cái integer. Và các bạn lưu ý là đây là kiểu integer tự tăng nhé. Khi các bạn làm thì nó sẽ tự tăng. Đây. Tức là các bạn sẽ cho cái identity nó sẽ là yes, nó sẽ tự tăng, tức là chúng ta sẽ không nhập cái này, nó sẽ tự sinh ra. Thứ hai nữa là cái hợp đồng, ta sẽ đi lướt từ đây sang nhé. Hợp đồng thì có số hợp đồng đó, và các khóa này cũng đều là tương ứng, ví dụ chỉ có căn cước công dân là chúng ta nhập bằng chuỗi, cho nên chúng ta để là nvarchar nhé. Đấy, giá thuê thì là kiểu số từ ngày đến ngày, thì giả kiểu ngày tháng, đã kết thúc là kiểu đúng sai bit đó. Khách thuê thì cũng vậy, khách thuê cũng vậy. Bây chúng ta sẽ lướt hết qua đây để chúng ta có thể lần sau chúng ta tạo hết được này, một này chi tiết hóa đơn này. Thì các bạn có thể pause cái video này lại xem được các kiểu dữ liệu dịch vụ hóa đơn, hợp đồng, khách thuê, phòng trọ, toán. Tất cả những cái khóa mà integer thì các bạn lưu ý là nó đều là để chế độ tự tăng nhé. Tình trạng đó, đó là toàn bộ cái thứ nhất của chúng ta đưa ra cái yêu cầu của đề bài và cái phân tích cơ sở dữ liệu. Chúng ta sẽ tiếp tục làm đến phần danh mục trong video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn.